Ôi thích quá, thích thật, thoáng mát quá, không một ánh nắng mặt trời đập vô mặt, như vậy khỏi xài kem chống nắng. Mà từ biết sao không? Tôi thích nhất là cái khoảng trống này nè. Đó, biết khoảng trống là làm gì không? Làm gì? Tụ tập con cháu lại. Trời ơi, chẳng bụi nhà tôi có một chút xíu khoảng này thôi, ta nói con cháu nó lúc nhúc đứng chật luôn vậy đó. Nhiều bữa hả, tôi muốn quay qua đây tôi đụng đứa này, tôi quay qua kia tôi đụng đứa kia, còn ở đây hả, ôi 30 đứa cũng chưa tôi đụng nữa. Ôi tưởng tượng nha, nhà tôi như là cái hội vậy đó. Trời ơi, là tại vì đó, rồng á lâu quá rồi đâu có đến nhà tôm, cho nên đâu có biết là tôm sống như thế nào. Tâm sống sao rồi? Trời ơi, cái mặt coi phúc hậu ghê nha. Phúc hậu đó, cái mặt này là mặt con cháu đầy đàn nè. Sao rồi? Nhà mình được 40 đứa cháu chưa? Rồi đúng rồi, chỉ có một mình con hiền thục thôi chứ gì. Vậy thì nhà mình mấy đứa rồi? Thì nói nào ngay. Dạ con chào bà. Ngoại ơi ngoại, con đi qua nhà Kem chơi nha. Đi 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 con, đi đi con. Ai vậy? Con của con Hiền Thục đó. Hồi đó nó bay lớn vậy? À, gấu mi sa. Trời đất ơi, tao nói hồi nhỏ nghe, tao nói con mặt ù như là con gấu mi sa vậy. Mỗi lần mà con muốn qua bên nhà bà hay là con lăn không đó. Giờ ố sao đẹp ghê nha. Sao đi qua rước em về hả con? Dạ con đâu có em đâu, con mới có nói một mình con hả? Đi, tôi nói em gì đó, mới nói em qua nhà em Dạ đó. không. Nó qua nhà bạn nó chơi. Ủa có mình con à hả? Dạ. Thôi con đi đi nha. Dạ con chào bạn đi, ba ngoại đi nha. Đi con. Cặp giò cao quá, cặp giò này ẵm 3 đứa cũng được, một đứa bên này, một đứa bên này, cộng thêm một đứa nữa, 3 đứa em nó cũng được nữa. Mà sao nó có một đứa vậy hả? Thì con Hiền Thục đó, nó kêu nó sao? sanh mà nó có sanh đâu, tụi nó giống như đàn ông á, tôi tưởng đâu là nó không có con luôn á. Tạm ai về nó đẻ được đứa mụn chết luôn á. Nè, để Tạm nói cho Tư nghe, trời ơi nó là con mình mà, chứ đâu phải là bà nội mình đâu. Mà nó không chịu sanh cái mình không dám nói với nó tí nào. Cũng có cái con nó giống như đàn ông gì đó, tụi tính tình của nó hại dễ sợ lắm, tụi nó kiên định lắm, tụi không nói nó có được đâu. Không được, bây giờ là Tạm hỏi Tư nghe nè, cuộc đời của mình bây giờ đã lớn tuổi rồi, thì cái điều mà mình cần nhất là cái gì trong cuộc đời của mình? Thì sống với con cháu đó. Mà bây giờ một đứa con thì buồn không? Buồn chứ sao không buồn. Một đứa cháu thì buồn không? Buồn. Ghiền cháu trai không? Rất ghiền đó. Mình bắt buộc mình phải có cháu trai cháu gái, con đàn cháu đóng. Tệ lắm nha, tôi nói thiệt cuộc đời mình tệ lắm, phải có 10 đứa cháu. Trời ơi, tao nói ở nhà tôi 40 đứa cháu, nhà chút xíu mà 40 đứa cháu, tao nói cuối tuần sum họp vui lắm. Còn này cái nhà bự như vậy, một đứa cháu thôi. Ôi bộ Tư không sợ người đời người ta nói hả? Người ta nói như vậy nè, cây độc không trái mà gái độc chỉ có một con, là con Hiền Thục đó. Sao mặt tuột dữ vậy? Đó, thấy buồn ghê chưa? Cho nên bây giờ đó phải ép nó. Với lại bây giờ con Hiền Thục á, nó già rồi, cái tuổi nó chừng vài năm nữa thôi là bít cái cửa đẻ rồi, thành ra bắt buộc mình phải cho bắt nó đẻ liền bây giờ, nghe chưa? Phải ép nó hả? Ừ, ép được không? Không được, phải ép. Muốn con cháu đầy đàn cái gì? Đúng rồi đó, con cháu đầy đàn là cái mặt nó có hậu liền. Cái mặt nó thọ mà nó hậu liền. Phải bắt buộc nó đẻ, đẻ không được phải ép. Ép ép. Ba mẹ ăn cơm, bà ngoại ăn cơm. Ăn đi con, ăn cho nhiều vô, ăn cho nhiều vô. Dạ mời mẹ. Ăn đi ăn nè. Nè Trục Tư, con là con thích có em lắm đúng không? Không. Không có em út gì ở trong căn nhà này hết á. Con đã nói rất nhiều lần rồi là con không muốn sinh thêm em bé. Vô duyên quá, tao chưa nói gì hết trơn, đông đổng đổng lên nè. Cái đó là ý của con thôi. Còn tất cả mọi người trong cái nhà này sao? Ăn cơm cơm cơm. Ăn. Thì tất cả những người trong căn nhà này cũng giống như ý của con, không ai muốn có thêm thành viên hết. Chỉ có một mình mẹ là muốn có thêm cháu thôi. Sống mà chủ quan cái gì, ép tất cả mọi người theo ý của mình hả? Bây giờ vậy nè, cho công bằng nha, mà rất cần con, mẹ vô cùng cần con, nói đi. Vốn con sao sanh thêm đứa nữa nha, nha. Sao nó, để yên cho nó nói, nói đi con, mạnh dạn lên con, nói thì sao có thêm đứa nữa cũng vui. Hay quá, rồi xong rồi sao? Ê cái gì, ấy đứa nha, cái gì vậy? Đâu có dính ừ. Rồi như vậy là cái quyết định rồi nha. Nói lại đi. Ra... chồng con muốn nói gì á? Nói rồi không, thật ra thì sao theo quan điểm của con đó,
Đó, nói đi. Rất là rõ ràng. Đó, nói đi con, nói. Một đứa thì nuôi dạy nó tốt hơn. Chính xác. Quá hay, quá tuyệt. Mắc cười quá à. Một đứa thì nuôi dạy đúng rồi, đúng không? Nhưng mà thêm đứa nữa, hai đứa thì có là bao nhiêu đâu nè, đúng không? Có khác gì đâu nè. Khác chứ. Hai á là nó lên là số nhiều rồi. Mình sẽ không có thể nào mà chăm sóc cho nó được. Nói chung á là con đã quyết rồi là mình không có bàn cãi cái chuyện gì ở đây nữa. Thôi ra ăn cơm, ăn cơm đi. Cô lớn lên đúng không ha? Muốn làm thì cô làm ha. Nói nhẹ không ưng ha. Được rồi, chờ đó đi. Bằng cách nào tôi cũng có thêm được một đứa cháu.